con trai. Con chưa đi học sao? Hôm nay con học buổi chiều. Ủa, con học buổi chiều hả? Ủa, con trai con làm gì vậy? Con đang chơi game. Trời đất thánh thần ơi, cái tivi con nó có chút xíu à. Bà nói tivi là còn sang đó, cái điện thoại con có chút xíu nè. Cái mô hình chơi game con trong đó nó nhỏ xíu một xíu, con chơi như vậy nó hại con mắt con ghê lắm. Mà người ta nói sao, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mất đi một mắt nửa hồn thương đau. Mà đôi mắt là tài sản của ba mẹ nắng ra tạo ra cho con mà con phá như vậy à. Thế nè, ba cho tiền con đi ăn sáng đúng theo yêu cầu của con, dư bao nhiêu ghé nhà tìm game chơi cho đã, chơi nào hết tiền thì thôi, chơi ngoài đó màn hình bự chơi cho đã, giữ gìn đôi mắt cho cha mẹ nha cha. Con cảm ơn ba. Vậy con đi nha ba. Đi liền đi. À mà không quên nữa chị, con đi rồi ai giữ nhà? Thì chị Sen thôi, chị Sen mới vô làm mà chị biết gì đâu mà coi. Vậy thì ba. Ủa, hôm nay ba không đi làm à? Không, hôm nay ba đâu có lịch đi làm đâu. Trời ơi, vậy mà ba không đi làm mà ba mặc áo vest cho đẹp vậy? Trời ơi, bữa nay ba tiếp khách ra nhà. Một cái tầm giám đốc như ba tiếp khách mặc đồ như con à. Đi hỏi nhiều quá, đi bảo vệ cái bao tử đi. Hết hại con mắt tới hại bao tử bây giờ đó. Những cái gì cha mẹ chị con bảo vệ nó liền, đi liền. Yeah, con đi liền. Yeah. Sao ba mình hôm nay tốt đột sức vậy ta? Tự nhiên cái cho mình 100 ngàn, thường ngày xin đồng mà không cho nữa. Tự nhiên cái hôm nay kêu mình nó đi chơi game đi. Mà không lẽ ba mình thay đổi tính tình, biết quan tâm chăm sóc lo cho mình à? Chắc vậy quá. Em có biết, từ khi em bước chân vào nhà này làm, tôi ký lộn bao nhiêu cái hợp đồng. Tôi mất ăn mất ngủ, mất cả 2 kg không? Ủa sao vậy chú? Em còn hỏi nữa à? Tại anh nhớ em á. Chú đừng làm vậy, con sợ lắm. Sợ cái gì mà sợ? Cô đi chùa rồi. Còn thằng Công, nó chơi hết số tiền đó. Cậu tới trưa mới về. Nhưng mà con vẫn sợ. Nhà có 2 đứa mà sợ cái gì cũng biết nữa. Gì hết sợ chứ. Ra là ba mình tốt với mình là vì cái chuyện này. Hôm nay có phim để xem rồi. Mình sẽ vô trọng bắt quả tang ba mình với con nhỏ ở đợ này. Không được, làm vậy là mất khôn. Mình phải nhớ lời thằng Tuấn nói. Ai bô? Cái gì? Cho tao mượn 5 triệu. Ê, mày làm gì tới ngày mượn tiền tao hoài vậy? Sao mày không về kêu ba mẹ cho tiền mày đi? Ba mẹ tao phải dễ mượn tiền đâu. Ba mẹ tao keo quỷ, không giờ mượn tiền được. Ba mẹ tao hả, không bao giờ cho tiền tao nhiều luôn á. Ê, cho mượn đi, bạn bè mà. Phiền dễ sợ luôn á. 50 đúng không? Trời đất ơi, Ở nhà mày nghèo nhất sớm luôn á. Mày sao mày tiền nhiều quá vậy? Nhà mày nghèo nhà tao luôn á. Tao phải đi làm đó. Mày làm? Ủa mà mày làm cái gì vậy? Mà mày làm công việc có nặng không? Mày chỉ tao đi. Nói chung á, công việc của tao á rất là nhẹ nhàng, nhưng tiền rất là nhiều. Mày làm cái gì mày chỉ tao đi. Vậy tao chỉ mày nha. Bây giờ á, khi mày gặp người lớn, bất kể là ai, chỉ cần mình nói một câu biết hết tất cả sự thật rồi. Mày có tiền. Ủa là sao? Tao không có hiểu. Trời ơi, có vậy cũng không hiểu nữa. Người lớn á, hầu như là họ đều có bí mật riêng của mình, đúng không? Mày rất dễ moi tiền từ họ. Bằng cách hù dọa, mày nói là biết hết sự thật rồi. Vậy thôi. Không khoan, mà có chắc ăn không? Muốn biết chắc hay không? Mày thử đi. Đúng rồi, lời thằng Tuấn nói là rất là đúng. Đợt này mình có tiền xài rồi. Chú ơi. Chú gì nữa mà chú? Giờ này còn chú gì nữa? Anh ơi. Ơi. Em không biết gì mấy cái vụ này hết trơn á. Anh cắt nghĩa cho em hiểu đi. Tại sao đàn ông với đàn bà làm chuyện này vậy? Cái này cắt nghĩa dễ ợt à. Cái của em á giống như cái nhà tù. Còn cái của anh á nó giống như thằng tù. Mình bắt thằng tù nhốt trong nhà tù là xong rồi. Ủa vậy hả anh? Ừ. Vậy thì hồi nãy giờ thằng tù nó vượt ngục, anh bắt lại nó lại đi. Ủa? Vậy hả? Để anh bắt lại cho em ha. Dạ. Anh yêu ơi. Ơi. Thằng tù á, nó lại vượt ngục nữa rồi kìa. Ừ. Anh bắt nó tiếp tục đi. Thằng tù là ngoan cố nha. Anh bắt lại cho em nhốt nha. Dạ. Anh ơi. Ôi. Thằng tù này á, nó ngoan cố à. Nó lại tiếp tục vượt ngục nữa rồi kìa. Anh bắt nó nữa đi anh. Sao em yêu cầu bắt hoài vậy? Cái gì cũng vừa vừa phải thôi chứ. Thằng tù nó cũng là con người. Nó ở tù hết mãn hạn tù rồi nó phải ra tù chứ. Nó có phải là trung thân đâu mà bắt giam người ta hoài vậy. Thôi nha, mãn hạn tù ân xá cho ta về với cha mẹ ta nha. Nói nghe nè, cũng chưa rồi. Thằng Công nó chơi kem, sắp hết tiền rồi. Nó sắp về rồi đó. Em xuống nấu cơm đi, lát về nấu ăn. Chứ mẹ nó nghi đó. Anh phải đi làm đây. Đi nha con. Bữa nay bỗng nhiên đôi giày nó nặng chịu. Đúng là có thuốc thử mới hiểu được công suất. Mình cũng mạnh dữ. Mới điểm tâm sơ sơ 4 điếu. 4 chứ 3 gì? Ê, trời. Cái gì ba? Bình tĩnh ba. Ủa, con trai, con đi chơi game vui không mà con về sớm vậy? Vui lắm ba. Vậy hả? Dạ. Từ lúc con về tới giờ là con ở đây luôn hay sao, hay là có đi? Dạ đúng rồi, sớm giờ con ngồi đây luôn nè. Vậy hả con? Ủa ba không tiếp khách ở nhà hả ba? Có tiếp chứ con. Ba tiếp quá trời tiếp luôn á, tiếp 4 khách luôn á. Tiếp súp bò luôn nè. Thôi ba đi làm nha. Ủa ba không ăn cơm ở nhà hả ba? Không, ba có việc gấp lắm. Ba hẹn nói chuyện với đối tác xong rồi là ăn cơm với họ ngoài đó luôn. Thôi ba đi làm nha. Trời ơi, tôi già tôi yếu tim mà cứ kêu ba hoài à. Cái gì? Cái gì vậy? Ủa chơi game chơi cái môn đuổi ươi cười hay vậy mà làm gì mày cười? Con đã biết hết sự thật về ba rồi. Con đứng yên đó. Ba lại con ơi, con biết sự thật của ba nè con. Con ơi, đây đây. Con ơi. Nè con, ba cho con nè, đi mua đồ hay là chơi game buồn mắt cũng được nữa nghe, nghe con. Con nhớ, con đừng nói cho mẹ biết cái sự thật này nha con. Dạ ok ba. Ba cảm ơn con, ba hôn con cái con. Mùi mày kỳ quá. Ba đi làm đi con. Dạ ba đi làm đi ba. Tôi hạnh phúc quá. Có tiền rồi, tôi biết làm ra tiền rồi. Tôi sướng quá. Thành công rồi. À, mẹ về, mẹ về. Rồi ăn cơm nước gì chưa? Dạ chưa. Trời ơi, giờ này chưa ăn cơm nước, lát đi học rồi làm sao? Rồi mẹ có ăn cơm với con không? À, có ăn mình đi, chắc mẹ không ăn chung với con đâu. Hồi nãy trên chùa mẹ ăn cơm chay rồi. Chắc giờ mẹ lên trên lầu mẹ nghỉ ngơi chút xíu á, mẹ hơi mệt trong người. Con ăn cơm đi nha. Mẹ. Chuyện gì? Nè, đừng có nói tôi là muốn xin tiền nữa nghe chưa? Không có đâu. Mẹ. Con đã biết hết sự thật về mẹ rồi. Con biết sự thật của mẹ hả? Đúng rồi. Cầm. Bây giờ mẹ cho con 2 triệu. Con hứa với mẹ, đừng nói chuyện này cho ai biết nghe chưa? Đừng nói chuyện này cho ba biết nghe chưa con? Biết rồi, mẹ nói hoài, mẹ đi lên đi. Quá đà, tôi không tin được điều đó. Gặp 2 người, được 4 triệu. Đúng là con thần chú của thằng Tuấn Linh thiệt. Lần này mày không lo không có tiền xài rồi. Mày đợi đợi rồi Công ơi. Mày giàu rồi, yeah, 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 yeah. Hả? Ủa? Sao giờ này con chưa đi học? Thường thường giờ này con đi học rồi mà. Ủa sao chú biết? Sao không biết, nhà chú ở gần đây nè. Trưa nào chú ăn cơm xong á, chú cũng đi hóng mát thấy con đi học hết á. À đúng rồi, đáng lẽ hôm nay con đi học sớm lắm. Mà tại vì con ăn cơm muộn nên con đi học muộn luôn. Vậy hả? Ủa mà chú qua đây có chuyện gì vậy? Thì chú vô gặp mẹ con. Lộn, chú đi tìm con. Tìm con làm gì? Thì chú có chén yến nè, đưa cho con ăn bồi bổ. Yến này á, bổ não lắm nha. Con ăn vô sẽ thông minh. Vậy hả chú? Thôi không ăn đâu, tới giờ đi học rồi. Con mang hả? Không. Con mang chú về nha. Chú Hưng. Con để ý hả? Dạ không. Nhưng mà con nói cho chú một sự thật kinh hoàng. Là con biết hết tất cả sự thật về chú. Hả? Con biết hết sự thật hả? Chắc vậy không? Chắc luôn. Hả? Con, nếu con biết hết sự thật, hãy đến đây với ba nha con. Gì vậy chú Hưng? Ăn ba rồi con. Gì vậy? Mấy lần này ba không dám nhận con. Con bị hết. Ba rồi con. Trời ơi, tại sao ba của tôi đại trà quá vậy? Quá tha gì nó tha luôn vậy. Cà phê của anh. Mấy nay anh không có làm ăn gì được hết trơn á. Mất tập trung lắm. Vì nhớ em không á. Thôi em Đông sợ lắm. Cái gì đâu mà sợ, sư tử Hà Đông đi chùa nữa rồi. Nhưng mà còn Công ở nhà mà. Ôi cái thằng khờ đó mà biết gì. Tí xíu nữa anh dụ nó ra ngoài ăn sáng chơi game. Ở nhà hai đứa mình mặc tình vui vẻ hen. Sáng hôm nay dì Sen nó pha cà phê cho ba, quên bỏ đường. Nên ba kiểm tra coi tay dì Sen có dính đường không. Trời ơi, hư ơi là hư á, chứ đâu có gì đâu con. Ủa, con có nói gì đâu mà ba giải thích chứ vậy? Bộ ba có tật ba rụt rịch hả? Mày không hả? Tật cái gì mà rụt rịch? Ủa, thì con nói vậy thôi, ai muốn hiểu sao hiểu à. Mà sáng ly vô đầu con bây giờ à? Tự nhiên sáng tò tò ra tôi làm gì đây? Con biết hết bí mật của ba rồi. Con biết hết bí mật của ba rồi? Xưa rồi Diễm, cái câu này hết linh rồi con. Trời đất ơi, đi ra đường lấy cái câu này kiếm tiền người ta biết bao nhiêu. Tôi thối tiền cho người ta chuột lại câu này biết bao nhiêu. Tụi đi sắp tới cấm nha, cấm nói câu này nữa nghe chưa. Ủa mẹ đâu ba? Bà đi chùa nữa rồi chứ đâu. Người ta đi chùa một tháng có 2 ngày à, bà đi chùa tháng cả chục ngày. Ủa vậy là ba không biết mẹ đi chùa với ai luôn hả? Biết cái gì là cái gì? Ba không biết mẹ đi chùa với ai luôn hả? Ủa? Nói gì con biết mẹ đi chùa với ai hả? Nói ba nghe đi. Tại sao ba không biết? Ba muốn biết lắm đúng không? Ba muốn biết lắm. Ba muốn biết thì ba cho tiền con đi. Muốn làm tiền tôi nữa phải không? Có đâu, thì tiền nó như tiền thám tử thôi. Con cái trong nhà biết được chuyện này lo hạnh phúc gia đình. Ở đó mà trả tiền thám tử này kia nè. Rồi nói ba nghe đi. Mẹ đi chùa với ai? Thì mẹ đi chùa với bạn mẹ, chứ lẽ đi với ba. Mày dụ lấy tiền tao hả? Gặp chết bây giờ nha. Có tiền rồi đó, đi ngoài chơi game ăn sáng giùm đi. Con để ý rồi ha. Mỗi lần á mẹ mà đi chùa, còn ba ở nhà với con, cái ba đuổi con ra ngoài chơi game. Ý nói là tôi đuổi ông đó hả? Cho tiền đi ăn chơi game xuống chết rồi còn kiếm chuyện tôi nữa phải không? Đi đi, đi lẹ lên. Vậy con đi á. Mình biết mình đi ra khỏi nhà không làm gì luôn á. Mặc kệ, có tiền là vui rồi. Anh ơi, lỡ như cái bà vợ của anh về, bà biết rồi làm sao? Bà đi chùa rồi, tới trưa mới về lận. Nhưng mà còn Công nữa. Ôi cái thằng ngu đó, nó giống y chang anh à, nó mê chơi game lắm. Anh cho nó 200 ngàn, chơi hết 200 ngàn nó mới về. Yên tâm đi. Vậy thì mình... Thôi, bữa nay hai đứa vui vẻ gì được rồi. Bữa nay có ship tổng ở Hà Nội vô. Anh này giám đốc chi nhánh không thể vắng mặt được đâu. Trên nội đi. Em xuống lo cơm cho thằng Công nó về nè ăn. Nó về mà nó không thấy em là nó đi đó. Vậy nha. Trên nội nha. Mẹ về. Quên nữa con, hồi sáng giờ ở nhà có gì không con? Dạ không có gì mẹ. Mà có mẹ. Lần sau sao lúc có lúc không lần sau? Con kể cho mẹ nghe nha, không phải là thèo lẻo với mẹ đâu. Chuyện gì? Mỗi lần á mà mẹ đi vắng thử đi là ba dắt chị Sen lên trên lầu. Cái gì? Con Sen? Dạ, dắt lên trên lầu ba ấy. Thôi được rồi, con đi học đi, chiều nay ba về giờ kể tiếp. Dạ. Đi học cẩn thận đó. Thưa mẹ, đi học. Ăn ngon lắm. À con, lên kia ba xuống ăn cơm đi con. Dạ. Thôi khỏi, tôi xuống rồi nè. Dạ con mời cô chú ăn cơm, con mời cậu chủ ăn cơm. À, hay sang lấy chén ăn cơm chung luôn đi. Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con. À, dạ thôi, cả nhà ăn cơm trước đi con chưa đói, tưới cây xong con ăn sau. Hết hồn, chưa ăn xém mất cậu. Con, con kể tiếp cái chuyện mà hồi trưa kể cho mẹ nghe đi con. Ủa chuyện gì mà? Cái chuyện hồi trưa còn kể gian dở đó. À, cái chuyện mà mỗi lần mẹ đi vắng là ba đưa chị Sen lên trên lầu. Cái gì vậy trời? Ăn cơm đi, nhiều chuyện quá vậy. Vậy ông làm cái gì vậy? Để cho con nó nói. Ăn cơm đi, nói tiếp đi con. À, rồi sao nữa? Ba đá chân con kìa. Ông làm gì đá nó? Tôi đá hồi nào tôi đổi chéo canh hụt chứ bộ. Ông đừng đánh chống lãng nghe chưa? Kể tiếp. Ba nó không có kể nghe chưa? Mỗi lần á mà mẹ đi vắng là ba đưa chị Sen lên trên lầu làm y như mà chú Hân Xù làm mẹ vậy luôn á. À, thì ra cái gì? Cái thằng bá chọn này nè, nó khùng nó điên gì vậy? Ăn cơm đi. Nhồn nhồn cái đó năm sau dễ có đám giỗ lắm á. Ăn cơm đi. Má mày ngồi dậy coi. Trời ơi, làm gì giờ này không ngủ chứ giờ ngồi dậy làm gì vậy trời? Ngồi dậy. Gì? Cái chuyện thằng con của nó hồi chiều có thiệt không? Trời đất ơi, thằng con mình nó bị khùng mà. Hơi đông nghe lời nó. Không có lửa làm sao có khói. Làm sao nó biết không? Thằng Hương Sù, mỗi khi tôi đi làm là Hương Sù qua đây không có không? Thì có. Đó, cái này chính miệng bà xác định không phải thằng Công nói nha. Trời ơi, anh đừng có hiểu lầm. Chẳng qua anh Hưng Sù anh qua đây á, là anh phụ tôi á, là sửa cái tủ bị chinh. Với sửa hơn tôi cái đồ để tôi máng đồ. Ông tới ngày ông đi làm hoài à, đâu ai làm cái việc đó đâu. Sao không phải là những đàn ông khác mà là thằng Hưng Sù suốt này chết hết đàn ông hả? Anh Hưng Sù ảnh là láng giềng gần kế bên nhà mình. Tôi không kêu ảnh, vậy mà lại giờ đi ra sao kêu người ta hả? Tôi nghi ngờ bà lắm đó nha. Nghi ngờ cái gì? Trời ơi ông ơi ông, tôi sống với ông bao nhiêu năm nay rồi. Không lẽ giờ ông nghi ngờ tôi hả? Tôi một lòng một dạ với ông nè, lúc nào cũng chung thủy với ông nè. Đâu dám thay lòng đổi dạ đâu. Có ông á, ông ngoại tình. Xin lỗi ông lăng nhăng, ông kéo con Sen lên trên phòng này nè. Xin lỗi đừng nói bậy nha, con không hề ngoại tình gì hết à. Không có con Sen trước gì đây à. Bậy à, tào lao à. Ông ngồi dậy, ông ngồi dậy. Hồi chiều thằng Công nó nói với tôi á, là mỗi lần tôi đi chùa á, là ông kéo con Sen lên trên phòng nè. Tôi kéo nó lên phòng á là để kéo nó vô trong cái tủ lấy đồ xuống chứ giặt. Rồi sắp xếp phòng ốc là cho vợ chồng mình ngủ cho nó thơm, hiểu chưa? Thiệt hả? Sao không thiệt? Bà nhìn vô mắt tôi đi. Tôi một lòng một dạ thủy chung với bà. Khi tôi cưới bà về rồi, hình bóng bà tràn ngập trái tim tôi rồi. Tôi còn có thể ngoại tình được với ai nữa, hiểu không? Tôi thương bà nhất trên đời luôn á. Nếu ông nói như vậy á thì tôi tin ông á. Tôi cũng tin bà nha. Thôi ngủ đi. Ơi, bye bye nha, cảm ơn nha. Nữa hả? Để hết cho cái gì? Cái gì? Hả? Trời ơi, ông về đâu có chơi trời? Đâu có chạy tính sao? Thầy vô không biết đâu. Trốn lẹ lên nè. Giờ này đi về, giờ đây giờ nó nhà bà làm không cắt cổ đi. Trời. Ủa ông chồng mình mà. Sao ông bỏ chạy vậy trời? Ôi nhà này của bà nào mà quen quá vậy ta? Ủa, nhà của mình mà. À, Phan Kim Liên, Tây Môn Hưng, các người quá lắm. Hãy chờ võ Đại Lang ta khom min bách. Mà mở to con mắt ra mà nhìn ai đây nè? Tôi là chồng bà đây nè. Hành động vừa rồi bà tự tố cáo với bà. Tôi đồng bà dâm loạn hư hỏng. Thì ra thằng Công nó đúng. Ông tưởng ông hơn tôi hả? Ông làm gì ông bỏ chạy? Đồ thứ đàn ông lăng nhăng. Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Ông bà chưa nói đúng. Ông ăn chả. Bà ăn cả đêm mà.